Thưa quý vị, hiện tại Khánh Linh đang có mặt tại không gian trải nghiệm Bespoke AI của Samsung. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau khám phá xem là một không gian sống với tất cả các thiết bị đều tích hợp AI sẽ như thế nào nhé. Và ở không gian đầu tiên đó chính là phòng khách. Thì ở đây các bạn có thể thấy là sẽ có rất nhiều thiết bị như là máy hút bụi cầm tay, đèn, máy lạnh, cũng như là máy lọc không khí, robot hút bụi và tivi. Thì với nhiều thiết bị như thế này thì tưởng chừng là sẽ rất khó khăn và phức tạp để chúng ta có thể kiểm soát và sử dụng chúng, đúng không? Nhưng mà với cuộc sống tương lai thì bây giờ chỉ cần một nút chạm là các bạn có thể sử dụng được. Ví dụ như mình chọn ngữ cảnh rời khỏi nhà thì các thiết bị như là điện, máy lạnh và tivi sẽ tắt và robot hút bụi sẽ được hoạt động. Bây giờ chúng ta cũng thử nhé. Với nhiều thiết bị điện hiện đại như thế này thì chắc hẳn là các bạn sẽ quan tâm đến lượng điện tiêu thụ và tiền điện, đúng không? Nhưng mà với cuộc sống tương lai thì hiện đại chưa chắc đã hại điện. Bởi vì bây giờ chúng ta đã có thể kiểm tra lượng điện năng tiêu hao hoặc thậm chí là hóa đơn tiền điện của từng thiết bị. Và đặc biệt hơn là chúng ta cũng có thể có những đề xuất để tiết kiệm và tối ưu điện năng. Và đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay, máy giặt sấy bơm nhiệt Samsung Bespoke AI Heatpump. Đây là máy giặt sấy AI đầu tiên tích hợp công nghệ sấy bơm nhiệt, và với công nghệ này thì sẽ giúp cho sợi vải của các bạn được bảo vệ hơn và bền màu hơn sau mỗi lần giặt. Vậy thì với công nghệ AI sẽ giúp gì được cho em máy giặt này? Đầu tiên đó chính là AI sẽ phân tích khối lượng quần áo cũng như là lượng chất bẩn để có thể phân bổ lượng nước cũng như là lượng nước giặt sao cho hợp lý. Và nhờ vậy cho nên các bạn chỉ cần đổ nước giặt một lần và có thể sử dụng được trong cả một tháng. Và một điều nữa mà AI có thể làm đó chính là với smarting thì các bạn chỉ cần bỏ quần áo bẩn vào, đóng cửa máy giặt lại và đi ra khỏi nhà, và sau 98 phút thì quần áo bẩn của các bạn sẽ được giặt sạch và sấy khô hoàn toàn. Và với bảng điều khiển hoàn toàn bằng tiếng Việt như thế này thì có thể giúp cho phụ huynh ở nhà của chúng ta sử dụng một cách hoàn toàn thuận tiện. Và đặc biệt là bảng điều khiển này cũng có thể giúp chúng ta điều khiển loa này, điều khiển âm thanh và thậm chí là nghe gọi tên này nữa. Đang đi mua sắm thì bắt gặp sự kiện của Samsung. Ở nhà chị cũng toàn xài đồ của Samsung thôi, cho nên đó là lý do mà tại sao chị muốn vào đây để trải nghiệm cái sự kiện này. Và khi vào đến nơi thì chị thấy là từ không gian nè, từ mọi thứ nó rất là chỉnh chu, bày trí rất là bắt mắt và đa dạng. Chị rất là thích cái buổi sự kiện ngày hôm nay. Chị rất là thích cái máy giặt nữ hoàng và chị cũng đã có đặt một đơn hàng rồi. Và hy vọng rằng chị sẽ có những cái trải nghiệm nó rất là mới mẻ và hấp dẫn cho ngôi nhà của chị đến từ chiếc máy giặt nữ hoàng đó, đến từ Samsung ngày hôm nay. Đến với sự kiện ngày hôm nay thì mình ấn tượng nhất với sản phẩm là máy giặt Samsung Bespoke AI Combo nữ hoàng giặt sấy. Thứ nhất là nó rất là mới ở trên thị trường, nó ứng dụng công nghệ AI và nó là cái sản phẩm mà vừa giặt vừa sấy tích hợp nữa. Mình không cần phải chuyển đồ lúc mà mình giặt sấy đồ xong này, và mình cũng không phải lo lắng cái câu chuyện là đồ mình lúc mà sấy nó gặp vấn đề gì, vì đây là cái sản phẩm mà nó có tích hợp công nghệ sấy AI Heatpump mới nhất trên thị trường. Thì mình thấy rất là vui khi mà mình được biết thêm một cái sản phẩm mà nó rất là hữu dụng.